xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé Thì mình là Trung đây Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến chuỗi video về nguyên lý thống kê kinh tế Và cụ thể hôm nay chúng ta sẽ đi đến với chương số 4 Đó là các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội Đó, thì chương này rất là quan trọng và nó khá là dài cho nên mình sẽ chia làm một vài video nhé Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 1 Ok à, Thì đây, à, trong cái chương này thì chúng ta có những cái kiến thức nào mà chúng ta cần nhớ thì trong chương này nhá sẽ có 4 phần kiến thức. Đó là đầu tiên là số tuyệt đối, thứ hai là số tương đối, thứ ba là số bình quân và cuối cùng là độ biến thiên của tiêu thức. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng đi đến hai uh, cái phần nhá. Đó là số tuyệt đối và số tương đối. Chúng ta hãy cùng phân biệt được nó và chúng ta sẽ biết là trong mỗi loại có những số gì và khi nào mà chúng ta sử dụng số tuyệt đối cũng như khi nào mà chúng ta dùng số tương đối. Ok. Được rồi. Thì đầu tiên chúng ta hãy vào là số tuyệt đối nhá Thì số tuyệt đối ở đây là gì? Là nó sẽ biểu hiện quy mô, khối lượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ địa điểm cụ thể đó tức là nó sẽ biểu hiện quy mô khối lượng nhá các bạn thấy tuyệt đối không tuyệt đối thì nó chính là một con số đấy đúng không đấy sẽ là gì ví dụ số công nhân công ty X ngày 8 tháng 9 năm 2021 là 500 người đó thì đây là gì biểu hiện quy mô khối lượng đúng không quy mô khối lượng ở đây là 500 người đó đó trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể đấy thì chúng ta có thời gian là ngày 8 tháng 9 năm 2021 còn địa điểm chính là ở công ty X như thế nào đó thì đây chính là số tuyệt đối và phân loại ấy, thì nó sẽ bao gồm hai cái loại số tuyệt đối thứ nhất đó là số tuyệt đối thời kỳ và thứ hai đó là số tuyệt đối thời điểm thì các bạn thấy này mình đã ghi rồi là thời kỳ tức là gì trong khoảng thời gian và có thể cộng dồn với nhau à, còn thời điểm là tại mốc thời gian ấy. đấy, chúng ta cũng biết là thời kỳ và thời điểm rồi đúng không? Thời kỳ sẽ là trong khoảng thời gian, còn thời điểm là mốc thời gian. Nhưng mà một cái tính chất ấy, uh, cơ bản của cái uh, loại số tuyệt đối này ấy, đó là gì? Với thời kỳ thì chúng ta ấy có thể cộng dồn được, còn với thời điểm thì chúng ta ấy không thể cộng dồn. Vì sao? Nếu cộng dồn ấy, thì sẽ gây ra sự trùng lập khi mà chúng ta cộng dồn. Chúng ta có thể xét với một cái ví dụ uh, ở trong số tuyệt đối thời kỳ. Ví dụ năng suất lao động của công nhân A tháng 1 năm 2021 là 2 triệu và chúng ta lại có năng suất lao động của công nhân A tháng 2 năm 2021 là 3 triệu. Cho nên chúng ta hãy tính được gì? Tổng năng suất lao động của công nhân A trong 2 tháng thì có phải chúng ta hãy cộng được đúng không? Đấy cộng được là um, 2 triệu cộng 3 triệu là 5 triệu, đúng không? Đó, để mình lấy cái bút nhá. Mình giải thích cho các bạn chỗ này. Đấy. Thì chúng ta biết đây, trong khoảng thời gian đây là thời kỳ này là 1 tháng này đúng không? Tháng 1 đó còn đây ở trong tháng 2 đó thì chúng ta sẽ cộng được lại là tổng năng suất lao động trong 2 tháng thì đơn giản chúng ta chỉ cần lấy uh, cái năng suất lao động của um, tháng 1 cộng năng suất lao động của tháng 2 là xong rồi đúng không nào đó thì chúng ta còn 5 triệu thôi đúng chưa 5 triệu còn nếu mà với thời điểm nhá nó sẽ là như này ví dụ này số công nhân của công ty X ngày 1 tháng 1 năm 2021 là 100 người và số công nhân của công ty X ngày 1 tháng 2 năm 2021 là 120 người thì chúng ta có thể cộng lại tổng số công nhân được không? Tổng số công nhân trong 2 tháng được không? Không đúng không nào bởi vì nhá, chúng ta biết này. Nó gây ra sự trùng lập mình có ghi đây rồi, sự trùng lập tức là gì? Ngày 1 tháng 2 này, năm 2021 thì chúng ta có số công nhân là 120 người. Thì bây giờ nhá, người ta muốn gọi là tổng số công nhân của ngày 1 tháng 1 và ngày 1 tháng 2 đó là bao nhiêu? Thì chúng ta không được tổng bởi vì sao? Vì trong cái ngày 1 tháng 2 á thì có thể là ừ, số cùng là ở đây là cùng là công ty X mà đúng không? Cho nên ý, cái số công nhân ở trong ngày 1 tháng 2 nó có thể đã xuất hiện trong ngày 1 tháng 1 rồi đúng không? Họ cũng ở trong ngày 1 tháng 1. Thì nếu mà chúng ta cộng tức là gì? Cái người này tính hai lần đúng không? Thì sẽ không được. Tức là chúng ta sẽ không được cộng số công nhân nhá để ra số công nhân của ngày 1 à, à của tháng ngày 1 tháng 1 năm 2021 và của ngày 1 tháng 2 năm 2021 được đúng không nào? Đó vì khi mà cộng nó sẽ gây ra sự trùng lặp. Đó, OK, đó chắc các bạn đã hiểu về đoạn này rồi đúng không? Đó các bạn đã hiểu về phân loại. Chúng ta có số tuyệt đối, thời kỳ và số tuyệt đối thời điểm. Đây cần nhớ một cái đó là gì? Thời kỳ tức là có thể cộng dồn, còn thời điểm tức là không thể cộng dồn, bởi vì nếu chúng ta cộng vào ấy sẽ gây ra sự trùng lập trong đó. Đó, OK. Tiếp theo nhá, chúng ta chuyển đến số tương đối. Đó, Thì số tuyệt đối nó chỉ ngắn gọn như thế thôi. Còn số tương đối ở đây là một phần kiến thức khá là quan trọng đấy. Thì số tương đối của chúng ta là gì? Đây, nó sẽ biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu. Được chưa? Khác với số tuyệt đối, thì số tuyệt đối là biểu hiện quy mô khối lượng trong điều kiện thời gian và điện điểm cụ thể. Thì số tương đối của chúng ta là biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu. Được chưa? Quan hệ so sánh chúng ta cần nhớ thế. Và chúng ta có các loại số tương đối đây. Chúng ta có 5 loại số tương đối Thứ nhất là số tương đối động thái, thứ hai là số tương đối kế hoạch, thứ ba là số tương đối kết cấu, thứ tư là số tương đối cường độ, thứ năm là số tương đối không gian cũng như là số tương đối so sánh. Thì bây giờ thì chúng ta hãy đi cụ thể vào từng loại nhá, chúng ta sẽ xem xét xem nó là gì và công thức của nó sẽ là như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta đến với số tương đối động thái nhá. Thì số tương đối động thái đây là gì? Đó là kết quả so sánh giữa hai mức độ cùng loại ở hai thời gian khác nhau. Đó, đây là số tương đối động thái nhá. Nhá. hai mức độ cùng loại tức là y 1 và y không nó phải cùng loại nhưng mà ở hai thời điểm khác nhau đúng chưa thì số đối động thái có thể còn được gọi là tốc độ phát triển đấy không Bởi vì nó sẽ so sánh mà đó với y 1 là mức độ kỳ nghiên cứu còn y không là mức độ kỳ gốc với t là số đối động thái của chúng ta ok chưa nào đó thì số đối động thái chỉ như này đơn giản này thôi nhá ta phải cần lấy cái uh, mức độ kỳ nghiên cứu chúng ta chia cho mức độ kỳ gốc thì chúng ta đã có số đối động thái rồi đúng chưa nào tiếp theo chúng ta chuyển đến một cái loại đó là số tương đối kế hoạch đó thì đây nhá để các bạn uh, có thể hiểu dễ hiểu hơn về cái số tương đối kế hoạch thì uh, chúng ta chưa nhìn vội vào mấy công thức nhá chúng ta hãy nhìn vào đây mình có ghi ở đây này đó bạn thấy hình ở đây không mình có thể zoom lên một chút nhá đó đây là hình ảnh một anh chàng sinh viên nhá rất đẹp trai đúng không đó rất đẹp trai ví dụ như mình đi chẳng hạn Được rồi thì đây có một anh chàng sinh viên như này thì nhá trong năm 2020 giả sử đây là năm gốc của chúng ta chúng ta đang xét năm 2020 thì điểm tổng kết của anh ta là chúng ta gọi là y không nhá đồng tiền tổng kết của kỳ gốc này đó là mức độ kỳ gốc mà chúng ta đã là y không thì điểm tổng kết của anh ta là 8,0 à, anh khi đó anh ta thấy cái điểm tổng kết này cũng khá là ít cho nên ấy, anh ta đặt kế hoạch năm 2021 thì điểm tổng kết của anh ta phải là uh, đây tổng kết của anh ta phải là 9, trên cái hệ 10 nhá đó thì đây là gì thì đây là cái mức độ kế hoạch của chúng ta đặt ra đúng không đó có nghĩa là đây là kế hoạch của chúng ta đấy chúng ta phải đạt được từng này đó thì sau nhá sau một năm rất là cố gắng rất là nỗ lực đi thì đây đến năm 2021 thì điểm tổng kết của anh ta là 9,5 cơ đó nó còn uh, vượt xa cả mong đợi đúng không thì đây chính là cái y một chúng ta y một là kỳ nghiên cứu của chúng ta đấy thì chúng ta đã ra được rồi giả sử đây chúng ta sẽ điểm tổng kết đó điểm tổng kết năm 2021 là 9,5 đó thì đây là gì? Anh ta đã vượt cả kế hoạch rồi đúng không? Thì đây nhá, chúng ta có các cái công thức như này. Là số tương đối nhiệm vụ kế hoạch, tức là gì? Tức là để chúng ta hoàn thành kế hoạch đó ấy, thì nhiệm vụ của chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta ký hiệu là K này. K, NK. NK ở đây là gì? NK ở đây là viết tắt của nhiệm vụ kế hoạch đấy. NK đúng không? Nhiệm này, kế này. Đó là nhiệm uh, nhiệm vụ kế hoạch. Thì nó sẽ bằng là Y này, đây. Nó chính là cái uh, cái Y kế hoạch của chúng ta ấy chia cho cái y không đấy tức là để đạt được 9 này đó so với cái 8 này chúng ta phải làm như thế nào đúng không nào đó chúng ta lấy 9 trên 8 thôi đấy chưa còn một loại số tương đối nữa đó là số tương đối thực hiện kế hoạch thì chúng ta kiểu là k tk đó cũng giống như trên này này thực hiện kế hoạch tức là tk đấy thực đó tk là viết tắt của thực hiện kế hoạch Nhớ chưa bằng gì tức là gì nhiệm vụ kế hoạch tức là so với cái mà Kế hoạch đặt ra ấy, thì nhiệm vụ của chúng ta phải làm như thế nào Đó, thì đây chính là uh, mức độ chúng ta lấy cái kế hoạch chúng ta đặt ra Và chia cho cái mức độ ở kỳ gốc, được chưa Còn với số tương đối thực hiện kế hoạch là gì Sau khi mà chúng ta thực hiện kế hoạch rồi Đó, thì so với, uh, sau khi chúng ta đã có này, ở kỳ nghiên cứu rồi thì Chúng ta so với cái kế hoạch chúng ta đặt ra Xem nó như nào, đúng không Thì chúng ta lấy 9,5 này, chia cho 9 này Đó, tức là Y1, chia cho Y kế hoạch của chúng ta, được chưa Hi tóm lại nhá chúng ta có hai loại như thế số người nhiệm vụ kế hoạch là xem xét là gì để đạt được cái kế hoạch này nhiệm vụ chúng ta phải làm như thế nào đó thì chúng ta sẽ lấy là cái ở kỳ kế hoạch chúng ta chia cho cái mức độ ở kỳ gốc còn với số tương đối nhiệm à, thực hiện kế hoạch á đây thì chúng ta có là sau khi chúng ta thực hiện rồi thì chúng ta xem xét là gì so với bây giờ chúng ta đạt được từng này rồi so với cái kế hoạch đặt ra đó chúng ta có đạt được không thì chúng ta lấy là i 1 chia y kế hoạch được chưa nào và chúng ta thấy ở đây nó sẽ có một mối liên hệ đó là cái t của chúng ta ấy thì chúng ta biết là t là bằng là y 1 chia y không đúng không thì chúng ta cần lấy này cho thấy ở cái k này nhân cái ktk này thì có phải là sẽ bằng là y 1 chia y không không bởi vì trên tử của cái này có y dưới mẫu của cái này có y này thấy không đó thì hai cái nhân với nhau á thì ikh chia ikh là hết rồi còn mỗi i một chia không thôi thì nó lại trở về t đúng không tóm lại số tương đối động thái sẽ bằng là gì sẽ bằng tích của số tương đối nhiệm vụ kế hoạch nhân với số tương đối thực hiện kế hoạch được chưa nào đó thì đây là số tương đối mong là các bạn đã hiểu phần này là đó đây là số tương đối kế hoạch nhá mong là các bạn đã hiểu về phần này rồi được chưa nào tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một loại số tương đối nữa đó là số tương đối kết cấu thì số tương đối kết cấu đây là gì? Sẽ nói lên cái kết cấu tỷ trọng của mỗi bộ phận cấu thành trong tổng thể và đơn vị của nó thì thường là phần trăm. Công thức tính của chúng ta là gì? là ký hiệu là D nhá và nó sẽ bằng là gì? Y bộ phận chia Y tổng thể và nhân 100 để đơn vị chúng ta là phần trăm. Đó, tức ở đây chúng ta nói về số tương kết cấu đúng không? Đó nói lên sẽ là nói kết cấu thôi. Đó, có nghĩa là trong cái trong cái tổng thể này á thì cái bộ phận chúng ta đang xem xét đó nó sẽ chiếm tỷ trọng là bao nhiêu đúng chưa nào à, ví dụ đây mình có để một cái ví dụ đi một lớp có 70 sinh viên trong đó có 50 nam và 20 nữ thì cái uh, số lượng nối kết cấu của nam á, là kêu ở d nam sẽ bằng là 50 chia 70 và nhân 100 đơn vị phần trăm đúng không thì sau khi chúng ta tính ra uh, chúng ta biết được là 5 phần 7 đúng không nhân 100 phần trăm sau đó bạn sẽ tính ra được là uh, thì nam trong lớp này tiếm bao nhiêu phần trăm thế nào đó, chúng ta biết là nam chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái tổng thể này, còn lại sẽ là nữ thôi, đúng không nào? Đó, thì đây là số tương đối kết cấu nhá. Tiếp theo á, thì chúng ta sẽ chuyển sang một loại đó là số tương đối cường độ. Thì cái này khá là ít gặp nhưng mà mình vẫn đề cập ở đây nhá. Nếu mà người ta hỏi thì các bạn cũng sẽ biết. Thì số tương đối cường độ là kết quả so sánh mức độ của hai hiện tượng khác nhau nhưng lại có liên quan với nhau. Đó, công thức của chúng ta là gì? D sẽ bằng là mức độ của hiện tượng được nghiên cứu chia cho mức độ của hiện tượng có liên quan đó ví dụ đây đi chúng ta có thể tính cái số lượng sản phẩm theo đầu người bằng cách là chúng ta lấy tổng số lượng sản phẩm chia tổng số dân thôi đúng không nào thì đây là chúng ta đã áp dụng công thức này đấy đó hai hiện tượng khác nhau đó chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là gì tổng số lượng sản phẩm và tổng số dân ở đây ý là hai hiện tượng khác nhau đúng không nào đó nhưng mà nó sẽ có liên quan với nhau để chúng ta tính ra được cái uh, sản phẩm số lượng sản phẩm theo đầu người đúng chưa thì đây là số tương đối cường độ Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến một loại số tương đối cuối cùng Đó là số tương đối không gian và số tương đối so sánh Thì chúng ta thấy này Số tương đối không gian ấy là quan hệ so sánh giữa các hiện tượng cùng loại nhưng khác không gian Đấy các bạn nhớ Số tương đối không gian thì sẽ là khác không gian Đây Không gian này Sẽ là cùng loại nhá Phải cùng loại Nhưng lại khác không gian nhá Không gian nó sẽ khác Khác nhau Còn số tương đối so sánh là gì? Quan hệ so sánh cho các bộ phận trong tổng thể Đây nhớ là trong tổng thể này các bộ phận trong tổng thể với nhau thôi chúng ta so sánh với nhau thì đây chính là số đối so sánh đó thì cụ thể đây là gì ví dụ ở đây nhá là số học sinh lớp 3A bằng 80 số học sinh lớp 3B đó thì đây chính là số đối không gian vì sao ở đây cùng là so sánh số học sinh đúng không thì cùng loại chưa cùng loại rồi này nhưng mà ấy, không gian thì khác nhau đây lớp 3A và lớp 3B thì rõ ràng không gian khác nhau đúng không nào đó đấy đây chính là số không gian nhé So sánh các hiện tượng cùng loại Đó đều là số học sinh Nhưng khác không gian là lớp 3A và lớp 3B Được chưa? Tiếp theo là gì? Chúng ta có một cái ví dụ Về số công nhân này Số công nhân nam bằng 135% Số công nhân nữ Thì chúng ta thấy là gì? Đây chính là so sánh đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì quan hệ so sánh uh, Xuống đối so sánh này Quan hệ so sánh giữa các bộ phận trong tổng thể đó thì số công nhân nhá trong số công nhân đây là một tổng thể được chưa tổng thể thì ta thấy này số công nhân sẽ bao gồm mà nam và số công nhân nữ đúng không thì ta thấy số công nhân nam bằng 135 số công nhân nữ đó thì chúng ta đang gì so sánh cho các bộ phận cho tổng thể thì đây chính là số đối so sánh như thế nào đó chắc các bạn đã hiểu về số đối không gian và số đối so sánh rồi đúng không nào đó, chúng ta phân biệt được những này nhá Ok thì sau khi mà chúng ta đã đi đến lý thuyết rồi nhá thì chúng ta sẽ đến này một số cái câu trong đề nhá đây là một số câu bình luận đúng sai giải thích thì mình trích trong đề thi của các năm thế nào đó thì sau khi làm xong những câu này chúng ta sẽ hiểu hơn về bài học hôm nay của chúng ta nhé thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm này câu số 1 số công nhân nam bằng 135 phần số công nhân nữ là số tương đối kết cấu thì có đúng không đó thì chúng ta hãy cùng quay lại nhé đâu xuống được kết cấu đâu xuống kết cấu nói lên tỉ trọng của mỗi bộ phận cấu thành tổng thể ấy. còn đây là gì ở đây là số công nhân nam bằng 135 phần số công nhân nữ chúng ta thấy đang so sánh không đang so sánh giữa công nhân nam với cả nữ đúng không chúng ta vừa xem xét ở đây ví dụ của mình cũng lấy này số công nhân nam bằng 135 phần số công nhân nữ thì đây là gì đây là số độ so sánh cho các bạn phải trả lời được câu số 1 chúng ta là gì chúng ta phải trả lời được đây là sai bởi vì đây là số tương đối so sánh chứ không phải là số tương đối kết cấu được chưa nào thì mình sẽ lấy cái bút nhé để mình sẽ ghi vào đây cho các bạn và mình chỉ ghi là sai hay đúng thôi đó bởi vì chỗ này hết chỗ rồi đúng không nào đó sai bởi vì đây là số tương đối so sánh chứ không phải là số tương đối kết cấu tiếp theo chúng ta chuyển sang câu số 2 số tương đối động thái là thương số giữa số tương đối thực hiện kế hoạch và số tương đối hoàn thành kế hoạch đó chúng ta cùng xem xét nhá đầu tiên là gì số đối động thái là thương số thương là chia đấy có nghĩa có nghĩa ý người ta là gì số đối động thái là số tương đối thực hiện kế hoạch chia cho số tương đối hoàn thành kế hoạch thì đúng không? để cùng quay lại số đối động thái này đây số động thái là t đây nhá bằng y 1 trên y 0 và bên này chúng ta cũng đã nói rồi đây cái khoanh tròn ở cuối này đây này là t của chúng ta ấy sẽ bằng là số tương đối nhiệm vụ kế hoạch nhân số tương đối thực hiện kế hoạch chứ không phải là hai cái này chia nhau người ta bảo thương đã người ta phải bảo là tích nhá người ta phải bảo là ừ, số lượng động thái là tích của số đồng đối nhiệm vụ kế hoạch và số tương đối hoàn thành kế hoạch à số đồng đối thực hiện kế hoạch chứ đó thì rất là ok đúng không đó nhưng mà ấy người ta bảo là thương cho nên chúng ta nhận định đây là gì cái nhận định này của chúng ta ấy sẽ là sai luôn đúng không nào đây sẽ là sai luôn đó và vì sao bởi vì nó là tích tích chứ nó không phải là thương đúng không thì đây là sai này Tiếp theo là chúng ta hãy chuyển sang câu số 3. Số tuyệt đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng. Đây, số tuyệt đối lại biểu hiện quan hệ so sánh. Đó, các bạn thấy không? Quan hệ so sánh. Thì anh ấy cùng xem nào. Thì như ở bài hôm nay chúng ta đã, đã học rồi. Đó là gì? Số tuyệt đối sẽ biểu hiện là quy mô khối lượng của hiện tượng đúng không? Chắc đến đây bây giờ các bạn đã nhớ rồi. Là số tương tuyệt đối sẽ biểu hiện về quy mô khối lượng của hiện tượng nghiên cứu. Còn số tương đối thì nó mới biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của hiện tượng. Đúng chưa nào? Thì đây chúng ta phải bảo là đây sẽ là sai nhá, sai. Bởi vì sao? Bởi vì cái số mà biểu hiện quan hệ so sánh á, là số tương đối chứ không phải số tuyệt đối. Hoặc các bạn có thể giải thích là gì? Vì số tuyệt đối sẽ biểu hiện quy mô khối lượng chứ không phải biểu hiện quan hệ so sánh. Ok. Tiếp theo chúng ta lại đến với câu số 4. Số nối thực hiện kế hoạch là tỷ lệ so sánh đây tỷ lệ so sánh nhá so thực hiện kế hoạch này là tỷ lệ so sánh đó tức là chia rồi đấy giữa mức độ thực tế của một chỉ tiêu ở kỳ gốc với mức độ cần đạt tới của một chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch tức là người bảo người ta bảo chúng ta là gì đây à, mức độ thực tế của một chỉ tiêu ở kỳ gốc tức là y không á y không đúng không kỳ gốc mà gốc thì luôn là không với mức độ cần đạt tới của một chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch đó là y kế hoạch y kế hoạch đó đây là gì mức độ cần đạt tới một chỉ trong kế hoạch đó là y kế hoạch nhá thì tức là người ta bảo gì số đối thực hiện kế hoạch của chúng ta sẽ là y không chia y kế hoạch đó thì có đúng không đây cùng quay lại nhá số tương đối thực hiện kế hoạch của chúng ta số tương đối thực hiện kế hoạch đây nó phải là y 1 chia cho y kế hoạch đúng không đây cái số đối thực hiện kế hoạch đây này đúng chưa nào nó sẽ là y 1 chia y kế hoạch đó, tức là gì? Nãy mình cũng đã nói cho các bạn rồi. Đây là số tương đối thực hiện kế hoạch đúng không? Thực hiện kế hoạch tức là sau khi mà chúng ta thực hiện xong kế hoạch rồi thì chúng ta xem là đã đạt chỉ tiêu đặt ra chưa? Thì chúng ta phải lấy cái y mà ấy, lúc chúng ta đã làm xong ấy, ấy, tức là y1 đó, rồi chia cho cái y kế hoạch thì chúng ta mới ra được. Còn đây người ta lại lấy y0, y0 là kỳ gốc. Đó, chúng ta tự chia kỳ kế, kế hoạch thì nó chẳng ra một cái ý nghĩa gì cả, đúng không nào? Đó, chúng ta phải lấy là y1 chia y kế hoạch thì nó mới được, đúng không? Đó, cho nên ý, câu này cũng sai nốt. Đó. Đây. Câu này cũng dễ sai nhá. Sai ấy. Vì sao? Vì số nối thực hiện kế hoạch á là tỷ lệ so sánh giữa cái mức độ thực tế ở cái chốt lúc mà chúng ta cần nghiên cứu á, đúng không? So với cái mức độ cần đạt tới. Ấy. Đó, tức là y1 chữ y kế hoạch á. Tóm lại như thế, đúng không nào? Đó thì đây là chúng ta đã xong được bốn cái ý hôm nay chúng ta rồi đúng không nào bốn cái đây bốn cái câu bình luận chúng ta chắc là các bạn đã hiểu bài hơn rồi đúng không nào và um, đến đây là chúng ta đã hết phần 1 rồi nhé rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và mình sẽ lên phần 2 và các phần còn lại sớm nhất có thể cảm ơn các bạn nhé uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo bye bye